Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì có rất là nhiều bạn mong chờ bộ trang phục của Nacroth FMVP ADC ra mắt phiên bản chính thức của Liên Quân Bài Việt Nam. Và thật sự là server chúng ta ra mắt cái bộ trang phục này hơi lâu, mãi chưa ra mắt. Còn đối với server nước ngoài, hiện tại đã có 2 server ra mắt bộ trang phục này rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ cho mọi người xem qua hình thức của bộ trang phục này khi mà ra mắt ở 2 server nha. Đầu tiên thì mình đang có mặt ở server Bắc Mỹ. Thì cái bộ trang phục Nacroth FMVP ADC nằm trong sự kiện, đó là sự kiện vòng quay kho báu cho mọi người nha. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là đã ra mắt rồi, nhưng mà mình không thể sở hữu. Lý do là mình vừa mới tải cái server này về thôi. Và đây, cho mọi người xem qua vòng quay kho báu. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy ở vòng quay kho báu thì có Nacroth FMVP. Đó, server đầu tiên sở hữu. Còn đây là cửa hàng kho báu đá quý. Ok, chúng ta sẽ cùng qua cái server thứ hai để xem là cái bộ trang phục Nacroth FMVP nằm trong sự kiện nào nha. Ok, và mình đã hạ cánh an toàn từ server Bắc Mỹ sang server Trung Quốc. Và hiện tại thì ở server Trung Quốc thì bộ trang phục Nacroth FMVP ADC cũng đã chính thức ra mắt rồi. Các bạn có thể nhìn thấy cái màn xuất hiện như thế này. Ok, và ở cái server này thì đặc biệt hơn đó là người ta tặng free toàn server cho người chơi để có thể nhận được miễn phí bộ trang phục Nacroth ADC nha mọi người nha, FMVP ADC. Đó, thật sự là không thể tin nổi khi mà tặng free luôn. Ở đây thì chỉ cần tham gia sự kiện, đó là sự kiện thu thập cái thanh gươm của Nacroth. Sau khi thu thập đủ đó là 18 cái thanh gươm thì có thể đổi được một cái bộ trang phục Nacroth này. Không biết là server Việt Nam sẽ ra sao, hiện tại thì mình cũng chưa có thông tin ở server Việt Nam. Nói chung là cho mọi người xem qua hai server đã ra mắt bộ trang phục này để các bạn có thể một phần nào đó dự đoán xem server Việt Nam thì nó mở bán hay là nó tặng free hay nó vào trong đá quý nha. Ok. Và thật sự nếu mà bộ trang phục này có bán bằng quân uy ở server Việt Nam mà các bạn không có điều kiện để có thể nạp thẻ vào thì các bạn có thể đọc báo mỗi ngày để có thể kiếm được thẻ cào để nạp vào, sau đó là sở hữu trang phục nha. Ngày hôm nay thì mình cũng đem đến cho mọi người một ứng dụng cực kỳ đặc biệt. Đọc báo vừa có thể cập nhật được thông tin mới nhất và vừa có thể kiếm được thêm thu nhập cho bản thân, quá tuyệt vời đúng không nào? Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn đó là ứng dụng Báo Hay 24 giờ. Trên ứng dụng Báo Hay này thì có rất là nhiều chủ đề cho các bạn có thể lựa chọn để đọc. Bóng đá này, ở đây thì khi mà các bạn đọc nha, khi mà các bạn đọc báo nha, thì mọi người có thể nhìn thấy là mình đang đọc báo và các bạn có thể nhìn thấy một cái hộp quà đúng không nào, màu vàng ấy. Đợi cho nó chạy xong cái hộp quà này thì chúng ta sẽ nhận được lì xì. Trời ơi, vừa đọc báo vừa có thể nhận được lì xì. Ok, và thế là mình đã nhận được lì xì rồi. Và không chỉ đọc báo mới có thể nhận được lì xì đâu, các bạn cũng có thể làm nhiệm vụ. Ở đây thì mọi người có thể làm nhiệm vụ nha. Ví dụ đọc một bài báo thì mình cũng làm xong rồi này. Chỉ cần chúng ta nhận thôi là ok, thế là nhận được xu này. Đặc biệt hơn, các bạn có thể nhận được 30.000 đồng khi mà các bạn mời được bạn bè tải ứng dụng này về. Đó, ở đây thì có mời bạn bè nha. Khi mà chúng ta ấn vào mời bạn bè và chúng ta, đây mọi người có thể nhìn thấy là 30.000 đồng cho một người bạn, người đầu tiên tải, thì các bạn chỉ cần ấn vào cái này thôi. Sau đó là mời bạn bè. Các bạn có thể mời bạn bè qua ứng dụng, ví dụ như là tin nhắn của Facebook nha. Mọi người chỉ cần gửi cho một người bạn nào đó thôi. Đó, thế là xong. Hoặc các bạn có thể chia sẻ được cái đường link này lên trên Facebook cá nhân bằng cách mọi người chỉ cần ấn vào Facebook thôi, biểu tượng của Facebook. Sau đó là mọi người để chế độ công khai và đăng lên. Thế là các bạn có thể nhận được 30.000 đồng rồi. Nếu mà các bạn muốn tải ứng dụng Báo Hay 24 giờ thì các bạn có thể lên Google Play để tải hoặc là App Store để tải nha. Trên ứng dụng này không chỉ đọc báo mà các bạn cũng có thể xem video được nha. Và khi mà các bạn xem video trên ứng dụng thì mọi người cũng có thể nhận được lì xì. Các bạn có thể nhìn thấy là một cái sự xuất hiện đến từ ô quà màu vàng. Đợi cho nó chạy. Đợi cho nó chạy xong và mình sẽ nhận lì xì nha. Ok, sau khi nhận lì xì thì mình đã có được xu rồi. Cuối cùng, trong tài khoản của các bạn đã có xu thì các bạn có thể dùng xu này đổi lấy thẻ cào điện thoại. Có rất là nhiều nhà mạng cho tất cả các bạn có thể lựa chọn để đổi nha.
Let's go! Chúng ta sẽ cùng test bộ trang phục mới nhất của Nacroth FMVP ADC ở phiên bản chính thức Việt Nam. Hiện tại thì mình cũng chỉ là mốt trang phục thôi các bạn ơi. Nào mình cùng sang cướp bùa. Làm cái chuyện bậy bạ cái nào. Nào, hiện tại thì mình không quan sát được rừng team bạn ăn bùa đỏ. Vậy nên là mình sẽ chiếm lấy con bùa đỏ này nhá. Rừng team bạn đang mải mốt ăn con bùa xanh rồi. Thế là chúng ta ăn thật là nhanh bùa đỏ và sau đó té thật là nhanh. Các bạn có thể nhìn thấy là mình vô cùng có điều kiện đặt máy bay từ Việt Nam sang server Bắc Mỹ, review cho mọi người qua sự kiện của Nacroth FMVP. Và từ server Bắc Mỹ mình lại đặt một chuyến bay thẳng đến server Trung Quốc để có thể cho mọi người xem qua bộ trang phục này được tặng free. Và từ server Trung Quốc thì mình hết tiền rồi, mình đi bộ thẳng về server Việt Nam để có thể review cho mọi người trong một trận đấu với Nacroth FMVP ADC. Đó, một là màn đầu tư về kinh phí để có thể đem đến cho mọi người những cái thông tin mà chắc hẳn là các bạn cũng rất là tò mò. Thật sự là hy vọng rằng ở server Việt Nam bộ trang phục này sẽ được tặng free nằm trong một sự kiện nào đó để anh em thu thập mảnh chẳng hạn. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì cái bộ trang phục này thiết kế cho Việt Nam, cho hẳn ADC thần rừng mà lại không tặng cho người chơi đi bán với giá cắt cổ thì mình hơi bị buồn các bạn ạ. Thôi chúng ta cùng mong chờ thôi, còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành canh luôn nè. Gấu béo Zuka. Gấu, nhưng mà gấu nó tỉnh quá. Gấu trong mụn, gấu ơi. Mỗi tội là nó chạy mất rồi. Thôi không sao, một pha canh đầu tiên lấy được cái tốc biến rồi. Tiếp tục cái cắm đầu vào farm nha. Thật sự là lâu lắm rồi mình chưa làm video clip về vị tướng Nacroth. Thế nên nếu mà có chém mù mắt, có múa mù mắt thì các bạn thông cảm giúp mình nha. Bởi vì chúng ta không luyện rèn luyện thường xuyên dẫn tới một điều ôi tự nhiên lại có hàng thơm. Một vạn hỗ trợ. Tập trung farm rồi. Với những kỹ năng của bộ trang phục này thì các bạn có thể quan sát được rằng nó rất là đẹp. Đầu tiên là những đòn đánh tường thay đổi hiệu ứng kỹ năng, đó là màu vàng. Sau khi lướt chương 1 thì các bạn cũng có thấy là sự thay đổi rồi. Nào, quất luôn. Thỏ sơ lên. Chạy được đi đâu, con sâu vào đây sẽ là mạng của mình này. Tiếp theo quất nốt anh em ơi. Quất sạch có thể Cafani chết nhanh thế. Đã thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào cướp tiếp bùa đỏ. Hồ Tân dừng tin bạn là không có bùa đỏ mà chơi trong trận đấu này luôn. Chưa một lướt hai lần đúng không? Lần lướt thứ nhất cũng tạo ra hiệu ứng, lần đập súng đất thì nó sẽ có biểu tượng của một giải đấu. Mình lại quên mất giải đấu này là giải đấu gì rồi. Đó, có một cái giải đấu nha. Đấy, và chưa thứ hai khi các bạn lướt thì nó sẽ có chữ đó là ADC. Đặc biệt là với cái ngoại hình của bộ trang phục này trên người, lúc mà bên ngoài thì mọi người có thể quan sát cái màn xuất hiện đấy, thì trên áo của Nacroth cũng in ADC. Vã luôn, có chiêu cuối. Lần này thì Cafani ơi, Cafani vẫn chạy được. Đã thế thì cho Gidu chết rồi, sau đó mình sẽ băng trụ nha. Đó, băng trụ là phải có mạng. Thế là mình lại sống sót trong gang tấc. Giỏi thì ném ráo đấy. Ây à, khổ lắm, em có bất tử đây mà. Đã thế thì mình sẽ quay trở lại mình thịt nó luôn. Vã luôn, nhầm rồi. Sai quá rồi. Chết tôi rồi. Một pha mù mắt quá. Trời ơi, bây giờ mình sẽ đánh tử tế lại nhanh nhờn quá. Đáng ra phát vừa xong là mình không tham tỏ slin thì mình vẫn chạy được rồi. Team bạn bắt đầu tập trung ép thẳng khu vực này rồi. Đã thế thì mình tới đây. Ui, toàn máu giấy tôi. Phát này mà múa thẳng vào chiêu cuối chỗ này thì úi giời ơi, được khai mạng. Thơm quá. Theo như mình nhận xét thì bộ trang phục Nacroth FMVP ADC này nó rất cơ động nha mọi người. Bởi vì cái ngoại hình rất là nhỏ nhắn này, thể thao này. Và mình rất là thích những cái bộ trang phục kiểu như thế này. Hiện tại thì Nacroth có rất là nhiều trang phục rồi, nhưng mà mình thích nhất đó là trang phục của Nacroth khiêu chiến. Sau đó là đến trang phục của Nacroth B-Boy công nghệ. Và cuối cùng là Nacroth FMVP ADC. Đấy là ba bộ trang phục mình thích nhất của Nacroth. Mà lúc máu quá mà lúc ơi, dụ nó ra đây rồi mình ra hỗ trợ bạn. Chiến luôn mà Lốc ơi, vào hỗ trợ mình. Trời ơi, toàn yếu máu tôi. Thằng gấu, gấu, úi giời, gấu chạy mất rồi. Đã thế thì chơi thịt thỏ, thỏ chết nha. Mình sẽ băng trụ và áp sát luôn. Mỗi tội thằng gấu nó chạy nhanh quá. Nó đầu tư cả tốc biến. Bây giờ mình đang chơi Nacroth phong cách đi bộ. Đi bộ vào rừng để ăn bùa xanh. Tại vì hết mana rồi. Có ai cảm nhận được cái bộ trang phục, có ai giống mình là cảm nhận được bộ trang phục của Nacroth siêu việt nó nặng nề không? Thật ra thì mình rất là ít khi múa siêu việt. Lý do mình cảm thấy cái bộ trang phục đấy nó to to, hiệu kỹ năng nó kiểu nó màu mè quá.
nó khiến cho bản thân mình đánh nó cảm thấy nặng nề. Thế là mình không chơi những cái bộ trang phục kiểu vậy. Chủ yếu là mình sẽ chơi những bộ trang phục kiểu nhanh nhẹn như thế này. Đấy, quất phát là có mạng. Tiếp theo là gấu béo Zuka. Gấu rồi, thế là gấu chết rồi nha. 6 mạng rồi. Lúc mà mùa chiêu cuối ấy, khi mà cái thanh gươm của Nagroth nó bắn ra bên ngoài ấy, thì nó có chữ FMVP thì phải. Đó, các bạn thấy chưa? Nó múa vét, nó tung cái thanh đao của Nagroth ra, thanh gươm của Nagroth ra là có chữ FMVP. Còn lướt chiêu ai là ADC. Gấu béo núp làm gì? Bởi vì bây giờ là mình đợi kỹ năng phát là mình lao thẳng vào luôn. Gấu gấu được. Ui, gấu bây giờ mình có level 6 á. Trời ơi, mới học lớp 6, mình học lớp 10 rồi bạn ơi. Nào bây giờ thì mình tiếp tục quay trở lại, múa thẳng vào gấu luôn. Gấu lớp 7 thì gấu cũng chết. Đầu gấu xóm chợ vai. Không tin nổi là tin bạn thọt quá. Thôi nha, mình không phang được Tulen đâu, Tulen nó cơ động quá. Để cho mình farm đã các bạn ơi, để cho mình kiếm bờ xanh đã. Thật ra thì Nagroth là chất tướng quốc dân rồi, là vị tướng quốc dân. Theo như mình nhận xét, mình xem qua chỉ số thì hai vị tướng được sử dụng nhiều nhất đó là Nagroth và Murad. Ngày xưa là đấng Vanen là được sử dụng nhiều, nhưng bây giờ mình cảm thấy là thường thường các vị tướng sát thủ như Nagroth với Murad được chơi rất là nhiều trong trận đấu. Thế nên để mà nói là người bet Nagroth thì không thiếu, quá nhiều luôn. Anh em ở đây có ai bet Nagroth không? Đây này, nhìn mình đây này, mình vào là mình múa tặng vào nó luôn. Đó, tôi nha, té đây. Túy nó thì vẹo, trời đất ơi, nhân phẩm tốt chưa nè. Đánh nhau rồi nhưng bây giờ mình yếu máu rồi các bạn ơi, mình không đánh được đâu. Bây giờ mình tập trung mình đẩy lính đã. Đánh na là chủ yếu chúng ta cần phải đẩy lính lên cao và sau đó ép trụ, chứ ăn mạng nhiều thì cũng không có quá nhiều tác dụng. Không có bùa xanh để cướp luôn. Khi mà được biết tin đó là Liên Quân sẽ thiết kế riêng một bộ trang phục dành cho tuyển thủ Việt Nam thì rất là nhiều người đoán mò cũng như là mong chờ không biết là ADC sẽ chọn trang phục cho vị tướng nào. Và cuối cùng là cũng được hé lộ đó là trang phục dành cho Nagroth. Và rất là nhiều người ủng hộ cái điều này. Bởi vì Nagroth mình vẫn nói là ôi tự nhiên lại có vã luôn xạ thủ tí bạn này thì ca funny này. Một thằng Gidu nó trâu thế. Đã thế thì mình sẽ cố gắng lươn lẹo, lượn lách. Em cứ lượn lách tới để cho đồng đội em tới. Và đồng đội em tới rồi, Gidu cũng bốc cơi nốt nha. Đấy, đánh ra Nagroth thì phải tận dụng được độ cơ động để có thể né được kỹ năng của chúng nó. Đánh nhau rồi. Nhưng bây giờ mình không có mana mà chơi. Để xem bùa xanh của team bạn còn không nha. Ui, mất sừ nó rồi. Vã luôn này, tập trung làm sao bắt thẳng vào thỏ Slim. Tại vì dưới chân thỏ đang có bùa xanh bùa đỏ. Thế là mình được có bùa xanh bùa đỏ. Còn Tulen thì chạy được đi đâu? Assassin Tulen cực nhanh. Ui giời, đằng nào chả chết rồi. Buông tay chịu chói vận đầu hàng đi bạn ơi. Bây giờ ép lên thôi nha. Đợi cho Cafani đi qua đây nè. Mình múc luôn Cafani. Úi giời, xịt mất rồi. Thôi nha. Crack, kéo hay quá. Mình cần một người tanh trụ. Hợp lý Manlock ơi, mình vào với bạn đây. Đó, không chết được. Phát đấy mình bị cái thằng Gidu nó bắn trưởng. Thôi từ từ anh em ơi, không việc gì để vội. Công nhận là có trang phục mới đánh tự tin lên nản. Mặc dù là bản thân mình đang tự sướng với trang phục này, bởi vì một mình mốt thì một mình nhìn thấy thôi, chứ team bạn và đồng đội mình không nhìn thấy đâu. Mình cũng nói với mọi người là hạn chế mốt lại, tại vì khi các bạn mốt thì dẫn tới điều có thể các bạn sẽ bị khóa nick nha. Bản thân mình là mình phải liều để có thể làm clip cho mọi người, nên mình cũng phải chấp nhận thôi, chứ mình cũng chả khẳng định được là mình có bị khóa hay không. Nào, bây giờ chúng ta chỉ cần đi chung với nhau nào. Trong này có 4 người này, bắt lẻ luôn. Móc làm sao móc vào những mục tiêu quan trọng chủ chốt của team bạn, đó là Cafani chẳng hạn, hoặc là thỏ Slim. Nhưng mà Cafani chạy được đi đâu?
Ui ôi đông thế. Ui trời ơi. Tự đông như quân Nguyên ấy. Đã thế thì bây giờ mình quay trở lại mình múc luôn cà Fanny này. Ui giời, có cả Van Hên hỗ trợ này. Tiếp theo là thỏ Slim nha anh em ơi. Tầm này mình sẽ vào thẳng à thỏ này. Ok, team bạn mất 4 người rồi. Và bây giờ còn một mình gấu bé Zuka thôi. Chắc có lẽ là cũng kết thúc trận đấu được rồi đó. Còn một mình gấu bé Zuka, để xem anh ấy làm được cái gì. Rồi luôn, gấu chết nốt. Ok, và video clip của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Nào, đừng có giết, giết làm sao được tôi. Hay quá, có lệnh bài vong thần. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.